Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Tham minh chuẩn xác, Wicked tạo nên bước ngoặt của trận đấu giúp Adonis lật kèo. Ra đây là tình huống hoàn toàn có thể cướp được. Đồng năm vẫn còn không kích, liệu có cướp được hay không? Và còn sẽ ra thuộc về Wicked. Sứ mệnh cứu thế được đáp xuống, người thắp máu là xanh. Anh ta không được chơi trong tình huống này. Đáp vào tát dành cho đầu Wicked. Và đây là một pha giao tranh chiến thắng. Công thủ toàn diện, Nút Đồ có màn chào sân ấn tượng với pha triple kill. Nào cho biết công thủ toàn diện nhưng anh ta đã lui về kịp với cái chặt và chém. Và đây là Jinna của Chihiro. Chihiro lao lên, Nút Đồ đang xử lý được thêm Timmy. Đây là pha PS Man cố gắng lao lên, anh ta đang cố gắng đấm thêm nhưng đó là công thủ toàn diện lần thứ hai. Và PS Man sẽ phải nằm xuống, 3 điểm hạ gục, hat-trick. Màn solo kill mẫu mực của Ellie khi thoát khỏi sự truy sát và hạ gục đối thủ chủ chớp mắt. Được hồi máu bởi Pro-E. Thì bên kia Smoke cánh đao solo kill thua được Ellie rồi. K.A. trở lại mạnh mẽ với màn di chuyển khéo léo cùng những cú kích thất sát chí mạng. Trong hai trận đấu này, Oppa một lần nữa lại gặp nguy hiểm. Và ở phía bên này K.A. đang cố gắng lui về trong nhà khó bùa đỏ. Và Khiên bị làm choáng, anh ta phải đổ xuống rồi. Tiếp tục là trận đầu đến từ Chobis. Đứng đầu là pha xử lý khẳng định vị thế thần rừng của Toto với màn có quay dài hơi, mang tới hat-trick đỉnh cao cùng con bài tủ Lindis. Hero xít chút nữa khiến cho đồng năm phải nằm xuống. Anh ta vẫn còn chiêu cuối, còn có thể chơi được trong tình huống này. Nhưng phát bắn của Toto là cực kỳ đau. Toto đang có bụi, anh ta chạy được. Cái sắt vực kia nó không trúng vào người cần trúng. Nhưng đây là Ken, anh ta băng vào giữa hai đội, giữa đối phương, giữa ba thành viên của đối phương, lấp di quay ngược trở lại. Gen bây giờ mới sống lại thì đó là hat-trick dành cho Toto. Subscribe ngay Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, thưởng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.